Đến bên người, xin người cùng em vui xuân. Cậu làm sao thế? Có phải là cậu bị ngang nên nào có vấn đề rồi không? Có phải cái kẹo này cậu cho tớ để thay lời xin lỗi không? Không, không, không. Cái kẹo này là tớ dành cho Leo của tớ. Leo, Leo ơi, cậu ở đâu? À, đừng đi, đừng đi mà. Ơ, trông cậu lạ lắm. Cậu có phải là bạn mới chuyển đến không? À, tớ xin tự giới thiệu. Tớ là Soi Chan Sok. Tớ là con Lai. Tớ thích Blackpink, yêu màu hồng, ghét sự giả dối, sống nội tâm, hay khóc thần. Và đặc biệt là tớ rất ăn rau rền. À, con Lai phải không? Tớ rất là hay thấy con Lai ở trong sở thú đấy. Không phải, là con Lai. Tớ là người Việt tên Hàn. Còn cậu tên là gì? Tớ là Leo nha. Tớ tên là Leo nha. Tớ dành cho Leo của tớ. Tớ tên là Leo nha. Tớ dành cho Leo của tớ. Theo tính toán của mình, nếu Leo cứ tiếp tục đi như vậy, chắc chắn sẽ dẫm vào bò chuối. Leo, kiểu gì cậu cũng đã trồng mông cho mà coi. Leo, Leo, cậu nhân kẹo của tớ đi mà. Leo, Leo, nhân kẹo của tớ đi. Nhân sâm thì ít, mà dễ che thì nhiều. Xôi Chan Sok, người giỏi lắm. Thích Blackpink à? Được, ta đã có cách dạy cho người bài học. Cái gì thế này? Xôi
ơi chan sốt, vì tính đố kỵ của ngươi mà ta sẽ phạt ngươi 24 giờ chỉ được ăn đồ màu hồng, đen. Nếu không thực hiện thử thách thì miệng ngươi sẽ bị dính chặt suốt đời. Miệng bị dính chặt á? Thời đại nào rồi, ai còn tin vào mấy cái chuyện này nữa. Vớ vẩn. Jenny cháu ơi, Jenny, mại dơ, mại dơ. Ôi giời, cháu. Đây đây, mua chiên của bà đi. Bà đang khoai hút to 50% cho những kẻ thất tình. Ăn vào đảm bảo yêu đời luôn. Bà có chắc là ăn xong hết thất tình không đây? Đến cái xiên còn có đôi có cặp. Này chị đôi này. Ôi, cái gì thế này? Miệng mình bị dính vào rồi. Ôi làng nước ơi, có ai không? Cứu tôi với. Chẳng lẽ lời trong tờ giấy kia là thật? Mình phải làm thế nào bây giờ? Mà khoan đã, sao mình lại phải hoảng sợ? Có dính mồm thì hoàng tử cũng sẽ đến trao cho mình nụ hôn để phá bỏ lê nguyên. Xôi chan sốt, lên bảng kiểm tra mẹ nước bộ. Học bài về nhà chưa đấy? Được. Thế 1 cộng 1 bằng mấy? Cô đùa thôi à? Thế 1 cộng 2 bằng mấy? Ơ hay nhở? Tôi kiểm tra miệng chứ không phải kiểm tra tay đâu. Cố tình chọc giận tôi được không? Đi ra ngoài có mặt vào tường kiểm điểm nữa không? Chán quá, muốn nói mà không nói được. Lý ô, cống rãnh mà đòi sóng sánh với đại dương, kênh mương mà đòi tương đương với thủy điện. Cười cái gì mà cười? Trả thù được Lý ô thì đầu tiên phải mở cái mồm nó ra đã. À, mình sẽ đi siêu thị mua đồ hồng đen để ăn. Quả này á, Lý ô biết tay mình. Đi siêu thị, Sô Chan Sốt Tà đã mua được một đống đồ màu hồng đen rồi đây. Xem nào. Đấy, nhiều đồ chưa? Bây giờ mình phải nhanh chế biến để phá giải lời nguyền mới được. Ôi tôi chết, mình quên mất là miệng mình vẫn chưa nói được. Mà tiện có đồ hồng đen ở đây, mình phải ăn cái gì để mồm con mở ra chứ. Xem nào. Thôi, ăn bánh Oreo đi. Xoay bánh. Hôn kem. À, Sôi Chan Sốt nói được rồi. Thế này á, mình không còn sợ ai hết. Ngoạn hết cái chỗ đồ ăn này thôi. Vậy là món mì của Sôi Chan Sốt đã xong rồi đây. Các bạn thấy nó có màu vàng đúng không? Không sao, Sôi Chan Sốt đã có cách. Xem người ta là bảo thuật đấy này. Mình cần phải ăn đồ màu hồng đen chứ gì. Bây giờ màu đen có rồi, màu hồng á, đơn giản. Sôi Chan Sốt Tà đã đi mua cái xúc xích siêu to khổng lồ rồi đây. Thấy chưa, người ta đã bảo nó màu hồng rồi đấy. Bây giờ á, mình sẽ ăn một miếng mì đen, một miếng xúc xích hồng, vậy là cái hồng đen rồi. Bây giờ tớ sẽ xoay cái bàn này, món nào dừng lại trước mặt tớ thì tớ sẽ ăn món đấy. Xoay nào. À, là thanh long. Tớ giới thiệu với các cậu, đây là thanh long ruột đỏ, bên trong có màu hồng, hạt lại có màu đen, chuẩn hồng đen luôn. Bây giờ tớ sẽ ăn thanh long nhé.
long rất là ngọt. Tớ thấy á, thanh long ruột đỏ ngọt hơn ruột trắng các bạn ạ. Không biết là các cậu đã bao giờ ăn thanh long ruột đỏ chưa? Bây giờ tớ sẽ xoay tiếp nhá. Món gì đấy nhỉ? May quá, đang khát nước thì quay trúng nước. Đây là nước dâu hạt é. Nước này có màu hồng, bên trong còn có rất nhiều hạt é màu đen các bạn ạ. Tớ chưa uống nước này bao giờ cả. Bây giờ tớ thử uống nhá. Tớ thấy vị chua chua. Như tâm trạng của tớ lúc nhìn thấy Leo đi với Crash vậy. Đã thế uống cho bỏ tức. Món nào đây? Cái bảng quay này đúng là ẩm IC. Thôi thì xôi chan sốt ta ăn cả hai món vậy. Đầu tiên tớ có món bánh Oreo nhân dâu. Tiếp theo là một chiếc bánh donut cũng có màu hồng đen luôn. Để tớ ăn xem nhá. Hai bánh này đều có vị ngọt, ngọt ngào như chính tình yêu của tớ dành cho Crush vậy. Đừng quên đăng ký kênh Liêu Liêu để nhận được video mới mỗi ngày nhé. Còn đây là những video hay nhất trong tuần, các em đừng bỏ lỡ nha.